Alo, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách cài đặt cái phần mềm Azure Audition. Mình là để đâu quên mất rồi các bạn. Đây, phần mềm Cyberlink Azure Audition bản 4.0. Đây, mình sẽ cài phần mềm Azure Audition bản 4.0 các bạn. Các bạn giải nén ra. Các bạn chọn cái phần mềm CLA D4U setup. Đấy, đầu tiên các bạn giải nén ra. Và trong thư mục đó các bạn chọn CLA D4U full setup. Thường cái bản setup là cái bản cài đặt đầu tiên mà. Các bạn chọn OK. Chọn yes này, chọn next. Đây là phần mềm mà chỉnh sửa âm thanh mạnh mẽ các bạn ạ. Đấy, phần mềm này là giải pháp mạnh mẽ giúp người ta có thể tạo ra âm thanh sắc nét, trong veo, trong trẻo và phong phú cho các đoạn video các bạn chèn âm thanh. Hơn nữa, bạn còn có thể tạo ra các bản nhạc riêng, công cụ riêng để mix tiên tiến, để trải nghiệm âm thanh, tự động loại bỏ tạp âm thanh, khôi phục lại âm thanh về trạng thái ban đầu. Và với các công nghệ hiệu ứng tích hợp bên trong Cyberlink Audio Director bản Ultra. Đây là Cyberlink Audio Director sử dụng công nghệ độc quyền của hãng Cyberlink Audio Director, cho phép bạn trộm những âm thanh nhạc trong video của bạn. Đấy, các bạn cài xong, các bạn active. Nếu sau 64 bit thì các bạn kích vào 64 bit, chọn next, chờ vài giây và đi chờ.
nó có các tính năng này, đồng bộ âm thanh vào video này, cửa sổ xem trước này của Audio Director này, cho phép bạn có thể xem các video của mình trong khi bạn trong khi kiểm tra. Chéo dữ liệu dạng ống, chéo dữ liệu dạng sóng âm thanh. Vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng các hiệu ứng âm thanh và lời thoại được được định theo thời gian chính xác vào video. Tính năng chỉnh sửa âm thanh này cho phép bạn khôi phục lại các sự cố như đồng bộ AV gây ra bởi qua quá trình xử lý thời gian chế trong thiết bị của bạn của mình ấy, một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất các bạn ạ. Cái này thì các bạn bắt buộc phải chờ nó đăng ký, nó chờ khá lâu đây các bạn. Đấy, ok, nhấn finish để tiến hành kết thúc này. Thì sau khi cài như thế này thì các bạn ra ngoài thư mục mở lên. Cyberlink Audio Director này. Thì các bạn mình sẽ hướng dẫn review các bạn cách chỉnh sửa một đoạn âm thanh cho các bạn luôn. Các bạn nhấn ship. Đấy, các bạn có thể add âm thanh vào, các bạn nhấn file, các bạn nhấn import media. Đây này, mình sẽ chỉnh cái đoạn bài hát này này. Mời ngày xa xôi nhá. Đấy, bài này chắc chắn là bị lỗi các bạn ạ. Bài này nhá, mình sẽ làm với các bạn bài nhé. Mình làm test thử thôi, qua không qua thì các bạn thông cảm cho mình. Đây là mic này, lì to ban đầu lì to này, chế độ clear LCD này. Các bạn kích bút vào. Các bạn nhấn vào cái chữ audio jack này, các bạn chọn boy này, các bạn tăng lên một tí. Các bạn nhấn apply để áp dụng chỉnh sửa. Never show again. Không hiển thị hộp thoại này, có nghĩa là chỉnh sửa đã hoàn thành. Các bạn có thể kích product để xuất ra video thành một file mới. Đấy, nhưng mà mình chỉnh xem có được không đã. Sai, nửa đông đa ơn gỡ yêu áo này. Các bạn chỉnh ở đoạn dưới này nữa, tăng lên một tí. Nó còn mặc định là 50%, mình tăng lên 60% này. Ở phần này là âm thanh nổi này. Các bạn để ý các bạn trực tiếp nghe mới được. Nếu mà các bạn có một cái hệ thống âm thanh của các bạn là 5.1 inch thì nó nghe chuẩn hơn. Các bạn phải mở to hơn một chút ra các bạn mới phát hiện được cái lỗi nó chỉnh ở đoạn cốt ở đoạn nào. Đấy, các bạn xem này, cái giọng của nó trầm lên này. Đây này, sáu mươi phần trăm này. Bây giờ các bạn nhấn apply này. Chậm quá, máy mình đang chạy một số chương trình nữa. Được rồi. Chim Mario. Nhấn apply. Này.
rồi nhấn vào like tiếp. Nó sẽ chỉnh cái tốc độ của đoạn video lên một tí, các bạn tăng lên một tí. Đây này, rất hay phải không? Cái này chỉnh cao lên nó nghe hơi khó quá, các bạn giảm xuống. Nhấn vào like này. Thế này là cái code của nó đã được thay đổi đấy các bạn. Lúc nãy mình là review cái chim, phần chim Mario này, các bạn nhấn apply về chế độ mặc định. Ctrl Z để quay lại này. Và phần chim Mario này. Đây. Insert này. Cái phần này phần xử lý noise này. Đấy, các bạn nháy vào chọn 5M này. Đấy. Ok này. Ok này, xuất file này các bạn. Các bạn có thể mix cho nó. Đây, các bạn biết mic là kiểu nào không? Nhạc lý mic kia. Đấy, rất hay phải không? Cái decibel này. Đấy, các bạn có thể tăng lên, hạ xuống tùy thích, làm thêm kiểu nào cũng được. Bây giờ còn xuất file này. Các bạn quay lại này. Các bạn edit này. Các bạn vào xuất file audio này. Đây nhá. Đây là file âm thanh này. Bài này là Mơ ngày xa xôi. Cái phần mềm mại ấy nó hỗ trợ với các bạn có tiếng Việt nhá, xuất ra nó vẫn ok nhá. Các bạn có thể định dạng MP3 320 bit đi. 48 chọn vào rớt. Nó xuất xong đấy, các bạn vào
Sapling này, Audio Director này, 4 này. Đấy. Nó Audio Director nhỉ. Pin này. Đấy, pin nè. Nó sẽ apply toàn bộ. Các bạn thấy thế nào các bạn? Các bạn thấy tiếng trống đã xuất hiện chưa các bạn? Ok. Ok nhá. Các bạn nhấn vào cái chữ Product này để xuất ra này. Các bạn có thể lưu project trước 10 ngày xa xôi.
Ok, chọn set này. Các bạn chọn product, chọn product audio. Chọn 256 cho mình, mơ ngày xa xôi. Các bạn chọn đây đề xuất này. Đấy, nó đang xuất này các bạn này. Mơ ngày xa xôi một này, nó apply một lần nữa này. Đấy, các bạn xem thế nào. Bây giờ mình sẽ tiến hành như sau này, để test thử này. Ok nha các bạn nhé, test như thế này thì bây giờ các bạn có thể lấy lên trên kia và úp lên là được. Ok, thank you các bạn đã xem video này nhé.